Chào đón quý vị và các bạn đến với bản tin trên kênh Thời sự nhanh. Trong vòng 24 giờ qua, quý vị quan tâm nhất đến thông tin nào? Hãy cập nhật với chúng tôi trong phần điểm tin chính ngay sau đây. Luật sư, bà Hằng có công nói về góc khuất từ thiện nhưng không biết giới hạn làn danh pháp luật. Kính thưa quý vị khán giả, hơn một năm qua, bà Nguyễn Phương Hằng thường xuyên thực hiện các cuộc livestream bóc phốt, vu khống, xúc phạm các cá nhân, tổ chức và đã nhiều lần bị cơ quan chức năng mời lên làm việc, phạt hành chính nhưng bà Hằng vẫn giữ thái độ thách thức, chống đối dẫn đến việc bị khởi tố, bắt tạm giam. Ngày 27 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang mở rộng điều tra vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, ngụ ở thành phố Hồ Chí Minh, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương. Theo đó, từ khoảng đầu năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng bắt đầu gây sóng gió trên mạng xã hội với các phát ngôn trong livestream tố cáo ông Võ Hoàng Yên vì cho rằng ông Yên đã lừa đảo, chiếm đoạt của vợ chồng bà hàng trăm tỷ đồng thông qua hoạt động cứu trợ bà con miền Trung trong đợt bão lũ, qua hoạt động xây một cơ sở thờ tự tại Bình Thuận và các hoạt động khác. Cùng với các buổi livestream, bà Hằng cũng nộp đơn tố cáo lên công an thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tố ông Võ Hoàng Yên, bà Hằng đăng đàn gọi tên nhiều nghệ sĩ như là nghệ sĩ Hoài Linh, MC Trấn Thành, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Vi Oanh và tố họ ăn chặn tiền từ thiện trong các buổi livestream thu hút lượng người xem kỷ lục. Đơn tố cáo các nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện cũng được bà Hằng gửi đến cơ quan công an. Chuỗi livestream của bà Hằng đã tạo làm dậy sóng dư luận với các phản ứng và chia phe. Tuy nhiên, sự nhầm lẫn giữa tố cáo, khiếu nại có chứng cứ rõ ràng với việc dựng chuyện, suy diễn, vu khống lại là hai thái cực khác nhau. Những người bị xúc phạm cũng gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh và công an tỉnh Bình Dương. Công an hai địa phương này cũng nhiều lần mời bà Hằng lên trụ sở làm việc, khuyến cáo và nhắc nhở. Trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2022 đến nay, công an thành phố Hồ Chí Minh đã có 4 lần làm việc với bà Hằng. Tuy nhiên, bà Hằng vẫn không dừng những buổi livestream mà tiếp tục có những lời lẽ nhắm thẳng đến những người đã tố cáo mình. Cơ quan điều tra cho rằng bà Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác, trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Bên cạnh đó, quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác. Đáng chú ý, trong một buổi giao lưu tại khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương mới đây, bà Hằng còn lấy tên của một số nhà báo, nhân vật bị bà tố cáo để đặt cho động vật gây bức xúc dư luận. Thậm chí, bà Hằng tìm đến tận nhà ở, nơi làm việc của người đã tố cáo mình. Mỗi lần bà Hằng tìm đến nơi ở, nơi làm việc của bất cứ nhân vật nào bị bà điểm mặt, cũng có rất đông YouTuber, Facebooker và người hiếu kỳ tập trung theo dõi và mất an ninh trật tự. Đỉnh điểm, có nhiều vụ xô xát, đánh nhau giữa những người không liên quan với nhau do những mâu thuẫn từ các buổi livestream của bà Hằng. Mới đây nhất, nhà báo Hàn Ni và nhóm bạn bị một nhóm người tự xưng là phe chính nghĩa ủng hộ bà Hằng tấn công ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Công an tỉnh Bình Dương, Cơ quan điều tra tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận 6 đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng của các cá nhân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, nhà báo Hàn Ni, bà Đinh Thị Lan cùng ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra, xác minh làm rõ các hành vi của bà Hằng cũng như vai trò của những người liên quan, trong đó có đội ngũ giúp hậu cần giúp bà Hằng thực hiện các buổi livestream, khách mời có phát ngôn trong các livestream của bị can để có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cần chặn ngay những kẻ lợi dụng việc khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng. Thưa quý vị, từ hôm qua đến nay, dư luận được một phen sục sôi trước thông tin bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam vì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Không phủ nhận việc bà Nguyễn Phương Hằng rất giỏi và có công trong việc bóc trần những hành vi mập mờ, thiếu minh bạch của giới nghệ sĩ. Nhớ lại thời điểm đó, không ít người dân thần tượng ca ngợi bà Hằng đã làm được việc tốt, có công giúp xã hội cảnh giác với hoạt động kêu gọi từ thiện của giới nghệ sĩ. Thay vì đi đúng hướng, livestream thêm những điều tốt đẹp về cuộc sống và hành động đúng mực, tuân thủ luật pháp và nhất là tôn trọng người khác, thì bà lại sa đà đi công kích cá nhân, coi thường cả pháp luật lẫn nhiều chuẩn mực đạo đức. Dù xã hội có văn minh đến đâu cũng không thể nào chấp nhận được thể loại văn hóa gọi tên những người mà bà không ưa bằng ngựa, chó.
không một luật pháp nào cho phép bà vu khống, bôi nhọ, mạt sát, chửi rủa người khác. Dù họ làm sai thì luật pháp sẽ trừng trị, chứ không phải một cá nhân quanh năm suốt tháng tự cho mình cái quyền của quan tỏa mạng kết tội, chửi bới từ thường dân đến cán bộ, lãnh đạo chính quyền. Công tội cần phân minh, bà Hằng có công thì dư luận đã rõ, nhưng có tội thì chắc chắn sẽ phải xử lý theo pháp luật. Thời gian qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc liên tục 5 tháng, hệ thống hóa những vi phạm của bà Hằng và đây là thời điểm chín mùi để thực thi pháp luật. Việc bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam vì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 của Bộ luật Hình sự là đúng pháp luật và đúng trình tự. Tuy nhiên, việc này đã tạo ra tranh cãi trong dư luận giữa những đồng tình tiếc cho bà và những người yêu mến bà. Nhiều đối tượng như Nguyễn Văn Hải hay còn gọi là Điếu Cày, Mã Thái Sơn, Phạm Ngọc An, Larry Deking, Nguyễn Hồng Phúc, GB Lam Nguyễn đã lợi dụng vụ bà Hằng bị bắt tạm giam để kích động những người yêu mến bà Hằng biểu tình và gây rối trật tự xã hội. Nhưng nếu chúng ta là người công tâm khi nhìn lại toàn bộ hành vi bà Nguyễn Phương Hằng đã làm trong thời gian qua thì có thể hiểu được việc khởi tố, bắt giữ là đúng tinh thần thượng tôn pháp luật. Có thể thấy, chiêu trò lợi dụng sự việc nóng để kích động, kêu gọi biểu tình của các đối tượng không hề mới. Chỉ là bình cũ rượu mới, nhưng mỗi chúng ta cần tỉnh táo, cảnh giác để tránh bị cuốn vào những luận điệu bịa đặt và sai trái đó. Bà Phương Hằng bị bắt, lộ sự thật sau tuyên bố của ông Dũng Lò Vôi. Thưa quý vị, theo thông tin công khai trên Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, pháp nhân mang tên Công ty Cổ phần Đại Nam được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh lần đầu vào ngày 27 tháng 3 năm 1996 là ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Ông Huỳnh Uy Dũng là người đại diện pháp luật duy nhất của pháp nhân này. Trong giấy tờ đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 38 ngày 29 tháng 7 năm 2015 cho đến lần cập nhật gần nhất vào ngày 9 tháng 2 năm 2021 trên Cổng Thông tin Đăng ký Doanh nghiệp, ông Dũng vẫn là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm CEO Đại Nam, vẫn là người đại diện pháp luật. Tháng 5 năm 2020, ông Huỳnh Uy Dũng bất ngờ tuyên bố sẽ ngừng kinh doanh và chuyển vai trò điều hành cho vợ ông là bà Nguyễn Phương Hằng để tập trung vào công việc thiện nguyện bằng cách bán những tài sản ông đã tạo dựng trong hơn 40 năm qua để giúp đời giúp người. Ngày 24 tháng 3, bà Nguyễn Phương Hằng chính thức bị Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố và bắt tạm giam theo điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017 về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Hoàng Anh Gia Lai vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2021 ghi nhận doanh thu 2.187 tỷ đồng, khấu trừ chi phí, công ty lãi sau thuế 127 tỷ, lợi nhuận dòng cổ đông công ty mẹ hơn 203 tỷ đồng. Hoàng Anh Gia Lai đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Cụ thể, doanh thu năm 2022 dự tăng lên 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế vào mức 1.120 tỷ đồng, gấp 10 lần năm 2021. Hoàng Anh Gia Lai cũng sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn chủ sở hữu 1.200 tỷ đồng đầu tư vào ngành chuối và chăn nuôi heo. Tập đoàn tập trung vào hai lĩnh vực chính là cây ăn trái và chăn nuôi heo. Diện tích cây ăn trái theo kế hoạch là 10.000 ha, trong đó cây chuối chiếm 7.000 ha. Đến cuối năm 2021, Hoàng Anh Gia Lai đã trồng được 5.000 ha, sang năm 2022 sẽ trồng thêm 2.000 ha. Đối với ngành chăn nuôi heo thì đến cuối năm 2021, Hoàng Anh Gia Lai đã xây dựng được 7 cụm chuồng trại với công suất nuôi khoảng 400.000 con heo thịt mỗi năm, mỗi cụm chuồng trại nuôi 2.400 con heo nái và mỗi con heo nái sinh ra khoảng 25 con heo thịt mỗi năm. Sang năm 2022, Hoàng Anh Gia Lai sẽ xây dựng thêm 9 cụm chuồng trại để nâng tổng số lên thành 16 cụm với công suất hơn 1 triệu con heo thịt mỗi năm. Bầu Đức cho hay, doanh nghiệp tự tin rằng Hoàng Anh Gia Lai sẽ thành công rực rỡ với chiến lược nêu trên, mang lại lợi ích lâu dài cho cổ đông và nhà đầu tư. Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin chân thành cảm ơn quý cổ đông, nhà đầu tư, ngân hàng và đối tác đã đồng hành cùng Hoàng Anh Gia Lai trên chặng đường gian nan vừa qua. Bầu Đức nói, Hội đồng Quản trị Phát triển Nhà Thủ Đức vừa có công bố mới về vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Công ty bầu, ông Dương Ngọc Hải, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, sẽ đảm nhận vị trí Chủ tịch kể từ ngày 22 tháng 3. Thay thế cho ông Lữ Minh Sơn, vừa xin từ nhiệm kể từ ngày 14 tháng 3, tức chỉ sau hơn một tháng được bổ nhiệm tạm thời. Ông Hải chỉ vừa tham gia Hội đồng Quản trị Nhà Thủ Đức kể từ tháng 12 năm 2021 sau khi được bổ nhiệm vào chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Như vậy, chỉ chưa đầy 2 tháng nhưng Nhà Thủ Đức đã có tới 2 lần thay đổi vị trí lãnh đạo cao nhất của công ty. Theo kế hoạch, ông Sơn sẽ tiếp tục giữ vị trí. Biến chủng Omicron xuất hiện, nỗi sợ bao trùm, thế giới lại chống dịch như thuở ban đầu.
nỗi sợ hãi một lần nữa bao trùm khắp thế giới khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo rủi ro từ biến chủng mới là rất cao. Sự xuất hiện của biến chủng Omicron cho thấy trải qua gần 2 năm đại dịch, chỉ trích lẫn nhau và phản ứng rời rạc vẫn là chính sách các quốc gia theo đuổi khi có mối nguy hiểm mới. Nhưng một lần nữa, các quốc gia trên toàn cầu lại vận hành theo cách thiếu bằng chứng xác đáng. Mỗi chính phủ của từng lục địa, từng quốc gia, thậm chí từng thành phố lại chọn cách tiếp cận khác nhau, theo như New York Times cho biết như vậy. Mỗi quốc gia một phản ứng. Israel, quốc gia đầu tiên áp đặt lệnh cấm đi lại, đã cấp cho cơ quan tình báo quyền tạm thời truy cập để theo dõi dữ liệu di động của những người nhiễm biến chủng Omicron. Châu Âu tăng tốc tiêm mũi tăng cường với hy vọng chống lại Omicron. Họ cũng điều chỉnh hoặc xem xét lại một loạt biện pháp phòng dịch, trong đó có cả những quốc gia cứng đầu như Anh. Tại Italia, nơi giữ tỷ lệ lây nhiễm thấp với một số quy tắc nghiêm ngặt nhất châu Âu, nhiều ý kiến thúc giục chính phủ áp dụng quy định về sử dụng khẩu trang ở ngoài trời từ ngày 6 tháng 12 đến ngày 15 tháng 1 năm 2022, thời điểm người dân tụ tập mua sắm ăn mừng Giáng sinh và năm mới. Anh đưa ra quy định mới về khẩu trang và hạn chế đi lại, đồng thời không còn phản đối gay gắt với những ý kiến liên quan tới hộ chiếu vaccine và khẩu trang trong nhà. Ban cố vấn vaccine của Anh thông báo họ đang đề xuất mở rộng chương trình tiêm mũi thứ 3 vào hôm 29 tháng 11. Ở Đức, nơi đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt bùng phát dịch mới nhất, nỗi sợ hãi về biến chủng Omicron hiện hữu khắp mọi nơi. Hôm 29 tháng 11, chính phủ Đức thông báo Thủ tướng Angela Merkel, Thống đốc các bang và Olaf Scholz, người kế nhiệm bà Merkel làm Thủ tướng vào tuần tới, đã tiến hành họp về khả năng phong tỏa trong 9 ngày. Karl Lauterbach, chuyên gia y tế công cộng, người được coi là ứng viên nặng ký cho chức Bộ trưởng Bộ Y tế mới của chính phủ Đức, cho biết trên Twitter rằng chúng ta cần câu giờ, không có gì tồi tệ hơn nếu biến chủng mới thâm nhập vào làn sóng dịch hiện tại. Cùng ngày, Ủy ban châu Âu kêu gọi các quốc gia thành viên không áp đặt thêm hạn chế đi lại đối với công dân nước mình. Trái ngược với các quy định của châu Âu, Trung Quốc theo đuổi chính sách nhất quán và dễ hiểu hơn, tiếp tục với chính sách Zero Covid-19, đóng cửa nghiêm ngặt với phần còn lại của thế giới. Ở những nơi khác tại châu Á, người dân dường như tập trung vào việc kiếm sống hơn là tiêu diệt virus. Gurinder Singh, 57 tuổi, sống ở New Delhi, Ấn Độ, cho biết tin tức này kinh hoàng. Nếu loại virus này lây lan ở Ấn Độ, chính phủ sẽ đóng cửa đất nước một lần nữa và chúng tôi buộc phải đi ăn xin. Một số quốc gia đã yêu cầu bắt buộc tiêm chủng để hạn chế sự lây lan của virus corona. Vào ngày 28 tháng 11, Ghana thông báo nhân viên chính phủ chăm sóc sức khỏe, làm việc tại trường và học sinh cần tiêm phòng trước ngày 22 tháng 1 năm 2022. Dữ liệu chưa đầy đủ. Thế giới hiện biết rất ít về Omicron, trừ số lượng lớn đột biến của biến chủng này. Ít nhất sẽ mất vài tuần trước khi các nhà khoa học có thể tự tin nói rằng liệu Omicron có dễ lây lan hơn không, dù bằng chứng ban đầu cho thấy có xảy ra hiện tượng này và biến chủng mới có gây bệnh nặng và hiệu quả của vaccine.